Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một căn nhà phố ngang 5, độ sâu 13m, thiết kế một trệt 2 lầu và sân thượng, tọa lạc trên trục đường Phoenix ngay cổng siêu thị Emmark 2, một vị trí rất là đẹp thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà phố đẹp, hiện đại, tặng kèm full nội thất bên trong, và đặc biệt căn nhà mình ngang tới 5m nha quý vị. Căn nhà có hướng đông nam và đang được chủ nhà hạ giá tới 600 triệu đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ chào ra chỉ còn hơn 5 tỷ thôi. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Và quý vị sẽ cùng em Hùng tham quan con đường nhé. Con đường này một sẹt Phanuit quý vị. Cách mặt tiền đường chính đường Phanuit khoảng tầm đây. Chúng ta thấy cách đường chính khoảng tầm 20m thôi nhá. Sau 3 căn mặt tiền thôi là tới căn nhà mình rồi. Căn nhà này nằm trong con hẻm cụt, có tầm 20 căn nhà và giá bán chỉ hơn 5 tỷ cho một căn nhà ngang 5, độ sâu lên tới 13m, thiết kế rất là đẹp, đầy đủ trang thiết bị nội thất, có 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân phơi. Nhà có hai lớp cửa cổng này, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm. Phía tầng trệt là khu vực đậu xe máy và không gian phòng khách. Thì chủ nhà có tặng kèm mình sofa này, kết hợp với tủ kệ tivi. Ở đây thì những bức tường không gian phòng khách thì được ốp gạch lên cao phun trần, kết hợp với tủ rượu, tủ kệ trang trí. Bên trên có đèn led, đèn chiếu sáng. Dưới sàn thì ốp gạch 1m2, rất là to, đẹp và bự. Ở nhà thì rất chi là đẹp luôn nha quý vị. Chủ nhà đang cần bán gấp nên giảm giá tới 700 triệu đồng, chỉ còn 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Quý vị cô chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để tư vấn và xem ngay căn nhà ngang 5, sâu 13m, thiết kế vô cùng đẹp, ấn tượng, giá bán thì quá chi là mềm, 5 tỷ 900 triệu đồng cho một căn nhà ngang 5, sâu 13m, đầy đủ trang thiết bị nội thất. Không gian phòng bếp này, quý vị thấy nhà ngang 5 này rất là rộng này, với bàn ăn 6 ghế này. Những bức tường không gian phòng bếp được ốp gạch lên cao phun trần, bên trên có đèn pha lê, đèn thả, có là bộ rửa mặt bên ngoài, phòng vệ sinh dưới cầu thang được ốp gạch lên cao phun trần luôn. Tủ bếp trên dưới thì chủ nhà làm cũng khá đẹp với đèn led và có phủ acrylic bóng gương bên ngoài. Cuối nhà ở đây thì quý vị sẽ có một cái giếng trời nhỏ này và một cái không gian bàn ăn, để bàn ăn rất là đẹp, xung quanh có ốp gạch trang trí nhìn khá tuyệt vời. Ngang 5, sâu 13m, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Và đặc biệt căn nhà mình nằm ngay sát chợ, sát siêu thị Emmark 2, kề bên trường học cấp 1, cấp 2 như là An Hội này, Phạm Văn Chiêu, Huỳnh Văn Nghệ. Và vị trí này thì đi đâu cũng tiện. Không gian phòng vệ sinh tầng trệt này, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi và đèn led. Đây là căn nhà phố ngang 5 giá rẻ trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Căn nhà hẻm chính nhà 4m, xe hơi vào tới cửa. Xe hơi không vào nhà được đâu nha quý vị. Hẻm hơi chặt tí, xe hơi tới cửa thôi. Khi mua thì toàn bộ nội thất như trong video em Hùng quay này sẽ được chủ nhà để lại hết nhé. Và quý vị sẽ cùng em Huy Hùng di chuyển lên trên để chúng ta tham quan kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Khu vực cầu thang ở đây thì ốp đá hoa cương và có đèn led, tay vịn gỗ sồi, lan can làm bằng sắt. Hai bên không gian cầu thang thì có ốp nhựa trang trí. Và đi lên lầu 1 này thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ hạ số 1 và số 2. Hai phòng ngủ thì sử dụng chung một phòng vệ sinh, nhà mình có tổng cộng 3 phòng vệ sinh nha. Quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên này. Nhà ngang 5 nên phòng ngủ rất là rộng. Chúng ta sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Cửa sổ ngay khu vực không gian bàn làm việc và bàn trang điểm này. Bên này là giường ngủ, chăn ga gối nệm, tủ áo đóng phun trần, máy lạnh Kepler mới một ngựa. Rồi bên này là tủ kệ tivi và tủ kệ trang trí này. Sàn phòng ngủ thì ốp gạch là giá gỗ. Bên ngoài đây thì có ban công m2, có trồng cây xanh và lan can cao, có cửa nhôm sinh pha đi ra nhé. Đây là không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước. Nhà rất là rẻ nha quý vị, hơn 5 tỷ một tí thôi, 5 tỷ 9, còn thương lượng chúng ta sẽ có ngay một căn nhà ngang 5, sâu 13m. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2 và số 3 này, phòng vệ sinh với vòi tắm hoa sen mạ vàng, bồn cầu, lavabo rửa mặt nguyên khối, gương soi và đèn led. Còn đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời này, có khung nhôm bảo vệ này, sàn ốp gạch giá gỗ, có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh mới tinh, mát lạnh lồn nha quý vị. Nhà ngang 5 rất là rộng và thoáng, rất đẹp và rẻ nha. Từ căn nhà này thì bước ra siêu thị Emmark 2 khoảng tầm 200m thôi, và đi ra trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút theo trục đường Phan Rí Trường Chinh. Và quý vị đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút nhé. Sát bên có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị, nhà thờ, bệnh viện, trung tâm thương mại đều đầy đủ hết.
Vị trí này thì quý vị ở mớn phòng công ty cho thuê đều tuyệt vời, vì đây là căn nhà hẻm một xẹt nha quý vị. Và lên lầu này thì quý vị sẽ đến với không gian phòng số 3 và không gian phòng giặt, phơi đồ và sân thượng nhé. Chúng ta đang tiến lên không gian lầu 2. Lầu 2 căn nhà thì quý vị sẽ có không gian phòng số 3 này. Đây là không gian phòng số 3. Phòng này thì cũng có giường ngủ 2m, chăn ga nguyên liệu, màn trang điểm, tủ áo này. Đầu giường có ốp nhựa trang trí nhìn rất là đẹp. Bên ngoài đây thì chúng ta vẫn có ban công 1m2, có trồng cây xanh, lan can cao. Khu này thì khá là an ninh và yên tĩnh nhé, chỉ có 20 căn nhà thôi, tương đối đẹp. Đường trước nhà tầm 4m. Đây, hẻm cụt nha quý vị. Cách mặt tiền đường như Huy Hùng giới thiệu từ trước tầm 20m thôi. Mặt tiền đường Phao X. Vị trí này thì quý vị đi đâu cũng tiện, thuận tiện ở mớn phòng ti và cho thuê. Đây là không gian của phòng số 3, phòng cuối cùng. Chúng ta đang đến với không gian phòng số 3 này. Rất là đẹp, đầy đủ trang thiết bị nội thất tận kèm. Nhà thì bán mua bán hỗ trợ vay qua ngân hàng, pháp lý sổ rồng hồng riêng, giấy tờ đầy đủ. Quý vị có thể vay ngân hàng khi mua. Căn nhà này chúng ta vay được tầm 4 tỷ nhá. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng số 3. Phía sau đây là không gian sân thượng sau với khu vực giặt đồ, phơi đồ. Khu vực này thì chủ nhà có để một cái xích đu bằng mây này. Bên trên thì có lợp mái này, có cầu thang leo lên trên mái bằng bên trên. Và có khu vực để máy giặt cũng như là có dàn phơi thông minh. Rồi quý vị cô chú quan tâm đến căn nhà đang giảm giá 700 triệu đồng, chỉ còn 5 tỷ 900 triệu đồng này. Alo ngay cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.